Hey, lại là em Tân đây, xin chào cô chú anh chị em mình ha, đến với kênh Tân Gia Lắc Bến Tre, chuyên thanh lý xe cũ, TV cũ ha. Nay giới thiệu dạng xe đạp điện cho cô chú anh chị em mình tham khảo ha. Con đạp điện là sườn inox anh em ha, bánh mâm ha, sườn inox bánh bánh mông. Xin lỗi, sườn inox bánh mâm mà nó bị liệu anh em ơi. Phục trước là phục dầu mới thay luôn ha, vỏ trước cũng mới thay luôn ha. Càng xem ra luôn ha, đèn led trợ sáng L4 luôn ha. Xe đang chạy hoạt động ngon lành anh em ha. Xe đang chạy mạnh lắm nha. Bây giờ càng lớn luôn ha. Càng lớn lắm nha anh em. Đèn luôn nha. Đó, đèn led sáng luôn anh em ơi. Đây. Đèn led cực kỳ sáng luôn ha. Bình này còn cầm tốt nha anh em. Xe đạp điện bánh mâm, vỏ trước mới thay, sườn inox anh em ơi. Xe này bán 3 triệu đồng ha, anh em chơi được chơi ha, 3 triệu ha. 3 triệu Việt Nam đồng. Xe này sườn inox sạch sẽ anh em ha, phục trước dầu mới thay, vỏ mới luôn ha, bình là chủ xe cũng mới thay luôn ha. Còn ngon lành, bình còn cầm đi xa tốt anh em ha. Rồi, 3 triệu đồng con xe bánh mâm sườn inox ha. Rồi, tiếp con này là 1 triệu bán cho anh em 1 triệu 200 ngàn nha. Asama. Con này nó sử dụng 3 bình anh em. Đây. Asama sử dụng 3 bình, con này còn chạy hoạt động tốt nha anh em. Bán cho anh em 1 triệu 200 ngàn anh em nào chơi chơi ha. Asama 3 bình giá 1 triệu 200 ngàn anh em ơi. Xe hoạt động tốt ha, không lỗi lầm ha. Có cũ tới 5 tháng anh em ơi. Chạy vòng vòng chơi được ha. 1 triệu 200 ngàn. Xe 3 bình 1 triệu 200 ngàn em ơi. Rồi, tiếp con này là 3 triệu đồng anh em ơi. Con này là xe điện chế ha, ngày nay chạy 5 bình nha. Xe này bánh Honda luôn ha. Rồi, kế con này là con Sunsu này hay phục trước sau luôn em ơi. Phục trước phục sau luôn ha. Con này hiện tại là em đang bán là 2 triệu 200 ngàn anh em. Đầu đèn mới thay nè. Đầu đèn mới thay, tay ga mới thay luôn anh em. Bánh mâm luôn ha, vỏ trước mới thay mới luôn ha. 2 triệu 200 ngàn, con này chưa bao gồm bình nha anh em. Ví dụ anh em mình lấy bình xài nửa sạc á, thì em tính 3 triệu. Còn nếu mà mình nói là con này bình mới thì anh em thêm cho em 1,3 triệu nữa ha, là lấy bình mới thì là 3,5 triệu, còn lấy bình cũ không lấy bình luôn thì giá hiện tại là 2,2 triệu nha anh em. Rồi lấy bình cũ thì 3 triệu ha. Rồi anh em chơi có được con nào thì alo ha, số điện thoại là 0346854213, địa chỉ ở Long Thới Chợ Lách Bến Tre ha, số đó có Zalo luôn nha anh em. Rồi còn dạng xe cỏ anh em ơi, xe cỏ nè, con này bán máy cực kỳ im luôn nè, bán 1,9 triệu ha. Có anh em hỏi là chưa ai chốt ha, anh em nào chơi được alo ha. Quay 50 1,9 triệu OBD luôn em ơi, máy thì im ru ha, 50 ha, máy ru luôn ha. Xe này thì không giấy anh em ơi. Rồi anh em chơi chơi ha, tay ga 5,000 anh em ơi. Rồi con DD con cúp 70 nè anh em, zin cực kỳ luôn em ơi, nước sơn còn zin luôn ha, xe đẹp lắm nha. Xe này bán 6,500 ha, anh em nào mà đam mê dòng xe này thì chơi ha. Xe này còn đẹp lắm nha. Nước sơn zin liền lạc, khách căm dành đầu theo xe hết ha. Máy móc thì bao khô ráo sạch sẽ, im dữ lắm, im anh em ơi. Im dữ lắm nha. Đây. Anh em nào chơi được dòng này thì alo ha, giá 6,500 ha. Anh em ở xa thì có bớt tiền xăng thức tỉnh cho anh em ha, anh em chơi chơi ha. Rồi, tiếp con im Long Xin. Con này em dọn mới làm đồng mới nguyên con, máy móc làm hết nha em ha. Con này thì bán 4 triệu ha. Rồi con này con đa lim ha, đa lim nguyên con luôn ha. Đây, máy đa lim, đóng lốc đa lim nha anh em. Con này bán 5 triệu 500 ngàn ha. Anh em chơi con này thì alo ha. Biển số 71F7 luôn nha. Rồi con quay bụng này dọn mới anh em ơi. Con này không bán xuống vô 2 nè. Giờ xả cho anh em mình 4 triệu luôn ha. Nên chơi được chơi ha, 4 triệu quay bụng dọn mới nguyên con ha, áo mới rồi này kia mới hết ha, máy gì mình để đầy đủ ha. Rồi tiếp con Elizabeth màu vàng nha, báo giá cho anh em là 3 triệu ha. Con này mình đề với tài đủ máy em ru ha, Elizabeth màu vàng mình đề với tài đủ máy em ru giá 3 triệu đồng nha em ơi.
Rồi anh em mà chơi được con nào alo trực tiếp em ha. Rồi anh em mà quan tâm con nào thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em là 0346854213 để em test chi tiết cho anh em ha, cũng như là máy móc hay là thông tin chi tiết gì đó anh em cứ liên hệ trực tiếp em ha, báo giá cho anh em mình chi tiết luôn ha. Anh em ở xa mua cũng báo cho anh em mình luôn ha. Còn anh em ở gần được mình ghé giao lưu chơi cà phê rồi chơi anh em ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị em theo dõi rất là nhiều nha.